Trịnh Du Linh, quốc bảo nhan sắc càng sửa càng sai, từng khinh miệt Châu Tinh Trì, tác động vật lý Lưu Gia Linh, nay sống đời cô độc. Nói tới Trịnh Du Linh, khán giả chắc hẳn sẽ nghĩ ngay đến hàng loạt danh hiệu mỹ miều như quốc bảo nhan sắc xứ cảng, chị cả của showbiz Hồng Kông, tứ đại MC Hồng Kông. Đạt được nhiều thành tựu đáng nể trong sự nghiệp, nhưng Trịnh Du Linh cũng gây nhiều tranh luận vì thói độc miệng, không ít lần khiến đồng nghiệp bao gồm Châu Tinh Trì phải muối mặt. Hãy cùng nhìn lại về sự nghiệp, đời tư của nữ diễn viên TVB đình đám này nhé. Lớn lên trong một gia đình đổ vỡ, lại không được mẹ yêu thương, Trịnh Du Linh bắt đầu tiến vào trường đời từ rất sớm, chỉ học xong cấp 3 đã tự lập, bươn chải kiếm kế sinh nhai. Năm 1979, người đẹp ký hợp đồng với đài truyền hình TVB và nhanh chóng phất lên nhờ nhan sắc xinh đẹp và diễn xuất tinh tế. Cô từng hợp tác với hàng loạt nam thần đình đám lúc bấy giờ như Châu Nhuận Phát, Nhậm Đạt Hoa, Lương Triều Vĩ, Trương Quốc Vinh, Hoàng Tử Hoa, giành được nhiều giải thưởng danh giá. Chẳng hề quá lời khi nói Trịnh Du Linh là chị cả của giới điện ảnh trong những năm 1990, là cái tên bảo chứng phòng vé của Cbiz. Ngoài sự nghiệp phim ảnh, Trịnh Du Linh còn lấn sân sang giới MC và được bầu chọn là một trong tứ đại MC Hồng Kông. Là chị đại trong showbiz, Trịnh Du Linh chẳng ngại đắc tội đồng nghiệp. Bởi thói độc miệng của mình, cô nhiều lần khiến người khác bị tổn thương. Trong đó, Châu Tinh Trì có lẽ là nạn nhân nổi tiếng nhất của mỹ nhân này. Thời còn chưa nổi tiếng, Châu Tinh Trì từng hỏi đàn chị xem liệu mình có thể nổi tiếng được hay không. Ai ngờ, nữ diễn viên lại mỉa mai cực gắt, vai quần chúng thì mãi mãi chẳng thể trở thành nhân vật chính được, ám chỉ tài tử họ Châu đừng có nằm mơ mà được đổi đời. Chắc hẳn Trịnh Du Linh cũng chẳng thể ngờ được diễn viên vô danh năm nào lại trở thành vua hài kịch của làng giải trí Hồng Kông, được người người, nhà nhà yêu mến. Hay như Lưu Gia Linh thở mới vào nghề cũng phải chịu trận với nàng hoa đán nổi tiếng của TVB. Khi cùng hợp tác trong một bộ phim, Lưu Gia Linh bối rối đến mức quên luôn cả lời thoại. Thấy vậy, Trịnh Du Linh mắng chửi chẳng tiếc lời, thậm chí còn tặng đàn em một cú tác động vật lý ngay tại đoàn phim, về nhà xem hết kịch bản rồi hãy đến quay phim. Điều này khiến bà xã Lương Triều Vĩ bị mang danh diễn xuất bình hoa di động trên màn ảnh suốt nhiều năm liền. Đến ảnh đế đình đám của làng giải trí xứ Trung như Hoàng Bột cũng không thoát khỏi miệng lưỡi của Trịnh Du Linh. Khi cùng tham dự lễ trao giải Kim Mã, nữ diễn viên TVB khiến Hoàng Bột chỉ muốn độ thổ khi nhận xét bộ trang phục của anh cứ như đồ ngủ vậy. Ngoài Châu Tinh Trì, Lưu Gia Linh, Hoàng Bột, còn không ít ngôi sao phải bối rối vì bị Trịnh Du Linh hỏi những câu khó nhằn khi tham gia show truyền hình. Đến năm 2003, nữ diễn viên mới tuyên bố rút khỏi giới MC, khiến biết bao người thở phào nhẹ nhõm. Về đời tư, Trịnh Du Linh gặp phải nhiều lận đận trong tình duyên. Năm 1980, cô công khai hẹn hò với bạn trai Cam Quốc Lượng. Tiếc thay, dù gắn bó bên nhau suốt 10 năm trời nhưng cặp đôi lại chẳng thể về chung một nhà. Tiếp đó, Trịnh Du Linh rơi vào lưới tình với Lữ Phương, một nam ca sĩ vô danh của showbiz Hoa ngữ. Có thể nói, Lữ Phương đã ăn bám bạn gái trong suốt 16 năm trời, được Trịnh Du Linh lo cho từ việc ăn, ở, đi lại, giúp đỡ trong sự nghiệp nhưng chẳng thể bật lên được. Sau khi chia tay, Lữ Phương tuyên bố, tôi cứ như sống trong ngục suốt 16 năm vậy. Khi nói về quãng thời gian bên Trịnh Du Linh. Hiện tại, Trịnh Du Linh đã 66 tuổi nhưng vẫn lẻ bóng một mình, chưa tìm được bờ vai để dựa dẫm. Hơn nữa, nàng hoa đán TVB đình đám một thời mê tu sửa để níu kéo thanh xuân. Nhưng trái ngang là, càng sửa, nhan sắc của cô càng phai tàn.